Chào anh em, thì nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn. Cái phần mềm này nó thể là chỉnh sửa được tin nhắn gửi đi và gửi đến anh em nhé. Đấy, gửi hai đầu, tin nhắn là chỉnh sửa hai chiều. Thì cái phần mềm này nó hoạt động như nào? Đấy, thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp, sau đó tôi sẽ giải thích cho anh em cái cách sử dụng của nó anh em nhé. Đấy, thì trước khi test này, đấy, tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em là video không cắt ghép, không chỉnh sửa. Thì cái phần mềm này nó thể cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại anh em nhé. Thì sau đây tôi sẽ test, sau đó tôi sẽ giới thiệu sau. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào phần mềm. Đấy, tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn sang. Đấy, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp. Đấy, sau đó tôi sẽ ok lại. Đấy, tôi để 1-2 phút sau. Đấy, ok, tôi đã gửi xong này. Rồi tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, đây anh em này, lô 01001122. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp thành con số khác. Anh em chú ý cái đồng hồ chạy dây nó vẫn cứ chạy bình thường. Đấy, ok, đã chuyển thành 334455. Đấy, thì anh em chú ý là 12:42 anh em nhá. 12:42 thì thông thường người chủ lô họ sẽ ok lại này. Ok anh này. Đấy, em đã nhận được số này. Nhận này. Được số này. Đấy, thì họ thông thường họ sẽ ok lại này. Đấy, ok lại này. Đấy, tôi bây giờ tôi sẽ để là 2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em là trong khi chỉnh sửa ấy là nó không thay đổi về cái mốc thời gian ban đầu. Anh em chú ý nhá. Đấy, chú ý cái mốc thời gian là 12:42 anh em nhá. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ để là 1-2 phút sau anh em này. Bây giờ là 1:30-25. Đấy, tôi sẽ để tầm 3 phút để tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, thì với phần mềm này nó thể cài đặt vào tất cả trên những dòng điện thoại của anh em, ví dụ như iPhone, Samsung, Oppo đều có thể là cài phần mềm chỉnh sửa tin nhắn được. Đấy, thì cái phần mềm này là cái phần mềm độc quyền cũng như là bảo mật, thì chúng tôi không thể lộ cái phần mềm này ra. Thì anh em nào có nhu cầu, anh em kết bạn Zalo vào số điện thoại trên màn hình để được chúng tôi đấy, tư vấn và cho anh em xem cái phần mềm trực tiếp. Đấy, thế cách chỉnh sửa cái phần mềm này thì cực kỳ đơn giản. Đấy, anh em chỉ cần vào phần mềm mà chúng tôi đã cài đặt trên máy điện thoại của anh em. Đấy, rồi anh em gửi cái nội dung tin nhắn đi. Ví dụ anh em gửi 1122. Đấy, anh em gửi cho họ, họ nhận được 1122. Đấy, họ ok lại. Đấy, sau đó đến giờ kết quả hoặc là đến giờ mà mình đến cái thời gian mà mình muốn chỉnh sửa thành con khác. Đấy, thế anh em vào lại phần mềm, anh em sửa 1122 thành 4455 hoặc là 6677 tùy theo ý muốn chỉnh sửa của anh em. Đấy, thì lưu ý cho anh em này, cái phần mềm này có thể là anh em chỉnh sửa được ký tự, ví dụ như anh em đánh lô dàn này, đề dàn, hoặc là anh em đánh 10, 50 con, 100 con cũng được anh em nhé. Đấy, nó không giới hạn về ký tự. Đấy, anh em muốn bao nhiêu con cũng được. Đấy, thì anh em gửi lại cho họ thì bên máy của họ sẽ chỉnh sửa cái nội dung tin nhắn mong muốn của mình. Đấy, thì bây giờ là 3 phút 1 giây anh em nhé. Đấy, đã qua được 2 phút. Đấy, thì lưu ý với anh em này. Đấy, thì chúng tôi có hai cơ sở, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp. Đấy, khu vực bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi có những đội ngũ nhân viên cao cấp. Đấy, xâm nhập máy của anh em và cài đặt trực tiếp cho anh em nhé. Đấy, thì những vấn đề đó thì anh em ở bên nước ngoài thì anh em yên tâm. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ vào phần mềm, tôi sẽ chỉnh sửa thành con số khác anh em nhé. Đấy, anh em chú ý bên máy của chủ lô nó sẽ không sáng đèn khi chỉnh sửa, hoặc bên máy của người bị chỉnh sửa nó không sáng đèn. Anh em chỉ cần vào lại phần mềm thôi. Đấy, anh em thay đổi con số ban đầu 01, 02, 03 để anh em sửa thành con khác anh em nhé. Đấy, ok. Đấy, tôi đã sửa xong rồi anh em này. Đấy, quan trọng là bây giờ tôi sẽ mở máy của người bị chỉnh sửa hoặc là chủ lưu chủ đề. Đấy, thì xem cái con số nó có thay đổi không anh em nhé. Đấy, đây anh em này. Đấy, thời gian là 12:42, lô 778899. Đấy, số điện thoại 35789 anh em nhé. Đấy, anh em nào quên là cái khúc ban đầu trước khi chưa chỉnh sửa, anh em tua lại anh em xem và anh tua lại đến đã chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, thời gian trùng khớp này, con số thay đổi. Đấy, thì với phần mềm này
anh em chơi lô đề hoặc là anh em chơi cá độ bóng đá, anh em sử dụng để chỉnh sửa tin nhắn. Đấy, lưu ý với anh em. Đấy, anh em có thể chỉnh sửa tin nhắn đến và đi hoàn toàn theo ý của anh em. Đấy, thì anh em có nhu cầu, anh em nên trực tiếp cơ sở chúng tôi, anh em cài đặt trực tiếp, test trực tiếp, ok theo ý của anh em thì anh em mới phải trả ví cho chúng tôi. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.